Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay là thì cả nhà cũng đang chuẩn bị đi chơi. Nhưng mà trước khi đi chơi, Uyên Quỳnh cũng không quên nhiệm vụ của mình. Cũng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những người cô đơn đi tìm một nửa của mình. Và với chương trình Kết Nối Yêu Thương của Uyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn những quý vị khán giả, những anh chị yêu thương đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh Uyên Quỳnh. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Chào em Khách. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Trên cộng đồng mạng cả trong và ngoài nước. Chào chị Uyên Hình. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Em tên là Bích. Em năm nay 37 tuổi. Hiện tại đang là mẹ đơn thân. Em hiện tại đang ở đâu? Em hiện tại đang ở Bình Tân, quận Bình Tân, Sài Gòn chị. Em đang làm công việc gì? Trước đó là em làm nhân viên bán hàng tại siêu thị Điện Máy Nguyễn Kim. Hiện tại thì em mới nghỉ qua làm viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Văn phòng. Công ty của em về sản xuất mặt hàng gì hoặc là làm giấy tờ gì? Không phải sản xuất, cũng là buôn bán, nhưng mà buôn bán xe chị, buôn bán phụ tùng xe, xe máy. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Em với lại ba của bé chia tay lâu rồi. Chia tay lúc bé còn đang trong mẹ. Con em bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi? Tôi bây giờ thì 8 tuổi rồi. Lý do gì sao hai vợ chồng chia tay nhau em? Anh mới nói là không quên được người yêu cũ nên là đi. Em rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em có thể là em dễ quên lắm. Có thể là giống như chuyện như chuyện của ba bé bây giờ em không có oán trách, không có cảm xúc là giận hờn hay gì. Coi như là em với người đó là hết duyên hết mặt thì thôi. Rồi ba của bé có phụ em nuôi con không? Dạ không, đi không có quay trở lại mà cũng không thăm bé, cũng không có thăm hỏi hay gì. Rồi em nghĩ khuyết điểm của mình là gì? Cái điểm của em là rất là nóng, em khá nóng tính. Nóng tính và thẳng tính, do từ thẳng tính nên là nhiều người người ta không có được thích á. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho em muốn người đó như thế nào? Em chỉ cần là người đó là hòa nhã, sống khiêm tốn một chút. Em cũng cần phải là người đó phải giàu có nhưng mà ít ra phải có công việc làm ổn định đó. Chứ không cần phải giàu có lắm đâu chị. Chỉ cần là có công việc làm ổn định, có thể tự nuôi sống bản thân mình. Còn em thì em có thể tự nuôi con, nuôi em được đó. Với lại em muốn là cái người đó phải sống thật thực tế với mình Em có chứ nghĩ đừng là có ba hoa quá. không thích người đó nói nhiều quá hả? Dạ đúng rồi, ba hoa quá nhiều khi thành ra nó nổ nhiều. Trước đây em có từng gặp những trường hợp đó chưa? Dạ, nói được thôi chứ không làm được, như ba của bé cũng vậy, nói được thôi chứ không làm được.
cũng nói là bố sẽ cho em hạnh phúc này kia, đâu được bao lâu đâu. Nói nhiều quá thì làm không được. Rồi à, em có nghĩ là anh bạn của em á là độ tuổi khoảng bao nhiêu á, thì phù hợp với em không? Dạ tại vì em không thích người nhỏ tuổi, do có thể là do em quá dạ dặn đi, cho nên là em thích cái người người đó phải lớn hơn mình ít nhất là phải 6-7 tuổi, từ độ tuổi đó trở lên là khoảng tầm 40-45 trở lên tới 60 tuổi. Mọi người cho like su pai 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 say dog bảo vệ cho quý vị cho trước tên sao bấm 0722255777 hoàn toàn kiện không lấy tiền. Nếu như anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Dạ em thì cũng tương đối dễ là uống rượu thì ok, em vẫn không có thể là ví dụ như là một tuần hay là một tháng gì đó uống rượu không khoảng như là tuần 2 lần 3 lần là được, chứ còn ví dụ như mà uống thường xuyên thì không được. Hiện tại là em đang sống với con mình rồi với ai nữa? Em đang sống với con với lại mẹ em. Gia đình của em có được mấy anh chị em? Nhà em thì có coi như là tính luôn em là 4 anh chị em. Rồi gia đình của em có ai ở nước ngoài không? Dạ chỉ có họ hàng thôi chị, họ hàng thì ở nước ngoài nhiều. Rồi nếu một anh mà muốn làm quen với em, anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Dạ thì em nói rồi đó, là uống rượu thì làm ví dụ như là trong những dịp vui uống với bạn bè này kia thì được rồi, nhưng mà đừng có là ví dụ như một tháng 30 ngày mà uống hết 31 ngày nữa là thôi luôn. Dạ còn hút thuốc thì nên hạn chế. Dạ em nghĩ là nên hạn chế thôi, chứ còn bây giờ kêu người ta sửa ngay liền thì chắc không được rồi. Bản thân em phải là người giỏi giang, cũng không phải là người gọi là quá cầu toàn. Em nghĩ là khi mà mình có tình cảm rồi, những cái khuyết điểm của nhau mình thương thì mình sẽ bỏ qua thôi. Em rồi sau khi chia tay với ông xã em rồi á, em có để ý ai rồi không? Sorry. Dạ em... không. Em xin lỗi là em không có để ý ai, tại vì thời gian đó là em có một mình em nuôi con à, nó rất là cực à, cho nên là thành ra em chú tâm vô anh làm kiếm tiền thôi. Con em là con gái hay con trai? Dạ. Rồi em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Hồi trước đó là em có lên trên của anh cái tối YouTube á, thì sau khi lên đó thì em có cái chương trình á thì em có quen được với lại mấy chị, thì mấy chị cũng có lên kênh của chị, cũng coi trên kênh của chị rồi giới thiệu em kêu qua. Rồi sau khi lên kênh khác thì em cũng chưa tìm được người phù hợp với em hả? Dạ chưa, em chưa có thấy. Nhiều khi do duyên của mình nữa ha, không biết duyên chắc tại duyên luôn chưa tới chị. Có nhiều người thì chị thấy chị làm video thì chỉ có vài ngày thì có rất là nhiều người muốn làm quen, còn có những người thì làm video đã lâu nhưng mà cũng chưa tìm được bạn của mình, thì chị nghĩ đó cũng là do duyên phận. Em rồi thì, lúc mà em lên trên của kênh thì cũng có mấy anh làm quen, nhưng mà cũng có hợp chị thì đó, nhiều khi duyên của mình
Nhiều khi duyên của mình chưa tới, cho nên hôm nay em mới lại lên tới kênh của chị. Rồi Lỡ lỡ đâu lên cho nên của chị làm bà Mai mát tay hơn sao? chị cũng hy vọng như thế ha. Chiều cao của em là bao nhiêu? Em thì cao 1m50, nặng 53 kg. Em có thể đứng lên cho mọi người thấy dáng em ha. Đứng lên hả chị? Sao vậy? Tại hiện tại em không có mặc quần dài. Tưởng là em không có mặc quần. Em mặc quần sọc thì nó đứng lên nó kỳ quá. Em thích anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? À, theo em nghĩ thì đàn ông so về chiều cao thì không có so được. Em muốn so về chiều cao của cái đầu. Em muốn Cái so phần chiều cao của cái đầu như thế nào? có nghĩa là khi mà cách ăn nói nè, cách biểu đạt nè, hoặc là cái sự khiêm tốn trong lời ăn tiếng nói là nó thể hiện ra cái đầu của anh ta. Và em thấy là rất nhiều người nha, có những người tuy là người ta không được học cao nhưng mà cái cách biểu đạt, cái cách nói chuyện của người ta rất rất là khiến em thán phục, thật sự là như vậy. Ông xã trước em làm công việc gì? Dạ làm bên chỗ công trình xây dựng ấy chị. Dạ Em cũng là thì dạng coi thầu. coi công trình, như là Dạ đúng. giám sát công trình xây dựng phải không? Dạ đúng rồi chị. Theo như hồi nãy em nói đó là biểu hiện ứng xử của người đối diện sẽ gây cảm tình cho em như thế nào? Như là biểu hiện ứng xử của người đối diện như thế nào sẽ gây được cảm tình cho em á, thì em nghĩ là cảm xúc của mình đối với người đó như thế nào, nếu mà cách cử xử của người ta giống như trầm tính, ít nói, lanh lẹ, hoạt bát, thì em thích dạng người nào hơn? Em thì thích dạng vui vẻ hơn. Như giống như là em nghĩ là khi mà nói chuyện, khi mà mình đang tìm hiểu cũng vậy, hoặc là mình đã lấy nhau về cũng vậy. Nếu mà trong gia đình mà cứ hai người cứ im im thì thật sự là rất là buồn chán, nên là em muốn là ví dụ như là nói chuyện vui vẻ, tìm cách vui vẻ Không chung hiểu hiểu. nhau, mà mình tìm cách nào đó vui vẻ để mình diễn đạt, nó sẽ đỡ cái không khí căng thẳng trong gia đình. Có khi nào em nói với con em rằng là mẹ sẽ đi thêm bước nữa, con sẽ có bố vượng không? Em thì em chỉ ghẹo ghẹo bé thôi, em nói là bé ơi, mẹ 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 kiếm thêm cho con ba mới nha. Em nói kêu được được đó mẹ, mẹ kiếm thêm ba mới đi rồi cả nhà mình đi du lịch với nhau. Rồi bây giờ những lúc rảnh rỗi là em thích làm công việc gì? Những lúc rảnh rỗi thì em thường thích đi du lịch, xem phim hoặc là nghe nhạc. Nhiều khi em ví dụ như là em làm việc nhà hay gì đó, ở nhà có mình buồn quá em cũng mở nhạc lên vừa nghêu ngao hát vừa làm. Em đã từng đi du lịch nước ngoài chưa? Dạ chưa chị, khả năng của em chưa tới đó. Rồi sau khi các chị bạn giới thiệu kênh của chị á, thì em đã xem được nhiều video không? Là cũng xem nhiều video lắm chị, nói chung là cũng thấy mấy chị rất là dễ thương, mấy anh cũng rất là đẹp trai hòa nhã, nhưng mà em chưa biết là khi mà nói chuyện với em thì sẽ như thế nào. Chị thấy tin nhắn của em cũng khá là lâu rồi phải không? Dạ đúng rồi, lâu lắm rồi chị, em lên kênh của anh Nam rồi.
Chị thấy hình như là tin nhắn của em gửi cho chị hồi năm rồi lần qua. Dạ đúng. Nhưng mà không biết là lúc đó là em lên được 5 tháng rồi á. Rồi em có quen mấy chị này thì mấy chị này cứ kêu em lên. Nhưng mà em lúc đó em ngại ngại em không dám lên. không nhớ lúc đó là sao mà chị không lại không thấy tin nhắn của em ha. Tới nay chị mới thấy. Rồi sau khi đó thì em coi được khá nhiều video của chị như thế thì em có cảm thấy mến mến được anh nào không? Mến thì cũng có mến nhưng mà em kiểu dạng là vẫn còn nhát lắm, em sợ mình trèo cao quá thì không tới. Chọn người phù hợp với mình, chị luôn nói với các chị rằng chọn người phù hợp với mình thì nó sẽ dễ hơn cho mình. Rồi thí dụ có người yêu, em có thích người yêu của mình có tính lãng mạn không? Dạ tính thích phụ nữ mà ai cũng thích lãng mạn á, như tặng hoa hay là tặng quà hoặc là đi du lịch đây đó với nhau vậy đó. Ông xã trước của em có lãng mạn không? Dạ nói chung là cũng lâu lâu, gọi là lâu lâu giống như là bắt chước người ta làm việc lãng mạn xíu, nhưng mà lâu lắm mới có một cái. Lâu lắm mấy con cả. Em rồi bây giờ em đi làm bận và bận rộn như thế á, thì em có nấu ăn cho gia đình không hay là em không có nấu? Dạ cũng có nấu chị, cũng có nấu chứ không phải là không có nấu, có nghĩa là những cái lúc mà em rảnh thì em vẫn nấu được. Gia đình của em có ai ở nước ngoài không? Gia đình của em thì em hiện tại có ông bà của em ở nước ngoài thôi. Có khi nào em nhờ ông bà của em làm mai cho mình không? Dạ không dám nhờ. Ông bà thì chỉ quen những cái ở trong ca đoàn của ông bà, thì ông bà chỉ quen những lứa tuổi của dạng ông bà thôi, thì nó cao tuổi quá rồi mình không dám nhờ. Là bà nội hả? Ông bà nội hả? Ông bà ngoại? Ông bà bên bên ngoại em. Em rồi với công việc hiện tại của em á, em đã vừa ý chưa? Trong tương lai nếu mà có cơ hội á, thì em thích làm công việc gì? Trong tương lai nếu mà có cơ hội thì em muốn học về dạng làm mày, làm chân mày với lại làm môi ấy. Em thì thích cái đó luôn. Em thấy mình có hoa tay về cái đó luôn. Nhưng mà nếu mà làm đó thì chị thấy học ở Việt Nam thì cũng đâu có tiền, cũng đâu có nhiều đâu phải không? Dạ đúng rồi, không có nhiều. Thì nếu mà học cái đó thường thường á, là nó sẽ học kèm theo là làm da, chăm sóc da thì thẩm mỹ ha, bên thẩm mỹ ha. Dạ không, gọi là chuyên viên chăm sóc da. Công việc đó. Nếu mà về Mỹ mà học mà thẩm mỹ mà chị điều trị da nám da thì cái đó mình bây giờ là mình không có học nổi nữa rồi. Vậy đó hả? Dạ. Mà bên vấn đề phun xăm bây giờ thịnh ha? Dạ đúng rồi, bên đây bây giờ người ta thích làm chân mày này, làm tại vì bây giờ phụ nữ mà ai cũng muốn làm đẹp hết. Người ta cũng muốn ví dụ như chân mày nhạt thì phải làm lại, làm thì ví dụ như là những có người có hoa tay thì làm đẹp, có người không có hoa tay thì sẽ không làm đẹp. Đúng rồi. Yeah. Rồi chân mày của em á là tự nhiên em vẽ hay là em xăm? Chân mày hả? Chân mày của em là tự nhiên á chị. Đậm quá ha. Con rối. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng rằng sau video này em sẽ tìm được một nửa yêu thương của em trên kênh của chị nha. Em chào khán giả ha.
Chị à, em chào khán giả trong và ngoài nước, cảm ơn chị. Đây em, cái này em ha. Gửi số điện thoại của phòng luật sư Pius Pius Empire xin kính chào quý vị. Khi tai nạn xảy ra, quý vị nên gọi ngay cho cảnh sát, chụp hình chiếc xe và bảng số xe của người đụng và của quý vị để tránh trường hợp họ bỏ chạy. Trong lúc tai nạn, quý vị nên gọi ngay cho luật sư Pius Pius Empire để được bảo vệ và hướng dẫn từ trước đến sau, tham khảo miễn phí số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888, website luật sư tai nạn.com, phục vụ toàn tiểu bang Florida.